quay khuôn viên nhà, quay khuôn viên của nhà, một góc vườn của nhà thiết lập này. Bằng đá rất to này đó, cao phải bằng gấp đôi thôi. Đấy, nhà ông nào biệt thự đóng cái này vào thôi rồi. Ôi, được sáng. Sườn lúa, sườn núi Phồi này đấy. Vừa thêm một cây xanh bám đá khủng này. Đi quay cưới rất hay, thích cái này. Mình xem cái này to lắm, đứng xa mới quay được. Trong này nó được chặt, to ngang cái kia, nó là một cả. Ngược sáng. Chưa đấy. Tiếp tục dưới này về làm lại là hay đấy.
cứ tùng hay phết. Rất nhiều, quay không hết được, nó để nó dày với nhau quá khó quay, mình quay một chúng ta dễ. Chà, cái cây rành rành, cây rành rành ôm đá này chất đấy, cây này được đấy, cây này có tiền đấy. Bệ của rành rành mà nhìn cứ như là xanh xì. Sườn liễu cây đẹp chuyển hết sang kia rồi, mấy cây ở ngoài thôi. Chả có chủ ở đây mà hỏi giá cả thế nào đâu quá, tất cả. Chưa sửa được nhiều cây bọn. Nhưng mà này cũng mấy vườn liền. Cái gì?